Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa mà dẫn nhiếp tinh tấn ba la mật đa? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa rỗng mãnh tinh tấn, vì các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp, thân tâm không mỏi mệt, Đại Bồ Tát ấy an trụ bốn thần túc, phương tiện thiện xảo, thân tâm tinh tấn, thường không giải đãi, ngừng nghỉ, thường ở chỗ các hữu tình một thế giới hoặc mười thế giới hoặc trăm thế giới hoặc ngàn thế giới hoặc trăm ngàn thế giới hoặc trăm ngàn ức triệu thế giới, tuyên thuyết chánh pháp, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ bố thí ba la mật đa, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ pháp không nội, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ chân như, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ thánh đế khổ, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ thánh đế tập diệt đạo, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ bốn tịnh lự, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ tám giải thoát, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ bốn niệm trụ, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ pháp môn giải thoát không, phương tiện dạy bảo, dẫn dắt khiến an trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện.